cho tao đi. Nhớ hay là của bố mày. Anh nói gì đấy? Hả? À? Là của anh nói gì? Anh đang cản trở người thi hành công vụ, anh biết chưa? Này nó là của anh làm gì? Tao. Hả? À? Của tao. Này. Đứng yên. Đứng im. Ghen hả mày? Anh tìm một chân lý, bao đôi mắt nhìn theo xem thường và dè biểu. Thầm lặng không cần người khác hiểu. Trầm lặng sứ mệnh nằm trên vai. Bất công ngay trước mặt anh không thể khoanh tay. Mắt anh chứng kiến nhiều tội ác con người ướm mầm, phát trời vương canh hóa vạn cánh tay cổ thụ. Tai anh nghe thấy nhiều tội ác con người dám cầm, bao người bao nhà biết bao đêm không thể ngủ. Làm sao đưa nó ra ánh sáng? Làm sao? Làm sao trừng phạt cho thích đáng? Làm sao? Lòng anh thì tự như tiếng sóng. Muốn kết thúc chuyện này bằng dấu chấm. Chú mày thật sự làm anh bất ngờ đấy. Anh sẽ còn nhiều điều bất ngờ về em. Này, tự nhiên hôm nay lại rủ tao đi ăn kem. Có chuyện gì nhờ vả phải không? Yến có chuyện muốn nói với mày đấy. Cái Thúy nó cũng đang có chuyện muốn nói với mày đấy. Này, có chuyện gì? Nói xem nào. Thì chuyện của mày với cả thằng Hùng nhọ chứ còn gì nữa. Thì sao? Tao thấy mày dạo này là đi quá giới hạn rồi đấy nhá. Dạo này mày suốt ngày tương tư này, tin nhắn này. Nghi lắm. Nói chung ấy, chúng ta cũng không có biết nhiều về hắn ta. Với cả mày cũng là cảnh sát của tương lai cơ mà. Tao không thích mày giao du với những bọn người xấu đâu. Tao là cảnh sát tương lai, hắn ta là kẻ xấu, thì sao? Mày điên à? Hai đứa mày mới điên đấy. Này, thứ nhất, tao với anh ta chỉ là bạn bè thôi, chẳng qua là quan tâm tới nhau một chút. Thứ hai, tuy là anh ta hơi thô lỗ một chút, cũng hơi bí hiểm một chút,
nhưng mà tao vẫn cảm thấy bên trong con người đó là một người hướng thiện. Mà chúng ta là những cảnh sát tương lai được đào tạo để đối đầu với kẻ xấu. Ngoài chuyện á là buộc phải cưỡng chế khi cần thì còn phải biết cảm hóa bằng lương tri, pháp luật, ok? Nói tóm lại là tao đang dùng nghiệp vụ để cảm hóa anh ta, hiểu chưa? À, hóa ra là mày định dùng hắn ta để làm chuột bạch đúng không? Này, mày cẩn thận đấy, kẻo gậy ông lại đập lưng ông. Là sao? Ờ, thì tao thấy anh ta đẹp trai này, ga lăng này. Có khi nào mày bị cảm hóa? Có mày bị cảm nắng ấy, tao thấy mày toàn khen anh ta thôi à? Nói chung là cái Lam không thế đâu. Đúng, tao là bản lĩnh có thừa nhá. Thì tao cũng là bạn thân của mày, tao chỉ quan tâm mày như vậy thôi. Tao là tao rất lo nhá, 4 năm đèn sách của mày mà mẹ tao còn hay chửi câu con gái khôn 3 năm dại 1 giờ. Tao cũng chỉ lo Lam nhà mình như thế thôi. Này, cảm ơn hai cô bạn của tôi. Hôm nay chầu kem này tao khao nhá. Ăn đi.